Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cảnh sát truy đuổi kẻ trộm ô tô hơn 35 km. Điệu Hoàng Minh trộm ô tô tải ở Bình Phước. Khi chạy đến tỉnh Bình Dương thì cảnh sát truy đuổi, bắt giữ. Chiều mùng 5 tháng 10, Công an huyện Bào Bàng, Bình Dương cho hay đã bàn giao đối tượng Điệu Hoàng Minh sinh năm 2000 cho Công an huyện Trân Thành, Bình Phước để điều tra về hành vi trộm tài sản. Trước đó, Trưa cùng ngày, tại chốt kiểm soát dịch quốc lộ 13 cầu Tham rức huyện Bào Bàng, Bình Dương Thượng úy Nguyễn Thanh Tài Công an huyện Bào Bàng nhận được tin báo từ Công an xã Minh Hưng, huyện Chân Thành. Bình Phước có đối tượng trộm xe ô tô tại biển kiểm soát 60H01110 đang di chuyển từ Bình Phước đến. Lúc bấy giờ, lực lượng chốt trực đoán chặn và ra hiệu dừng xe nhưng Điệu Hoàng Minh không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, xe của Minh điều khiển đã va chạm vào một xe ô tô bán tải đậu bên lề đường. Ngay lập tức, lực lượng chốt trực dùng xe mô tô chuyên dụng cảnh sát giao thông truy đuổi, đồng thời thông báo cho tổ tuần tra công an huyện Bào Bằng phối hợp. Lực lượng truy đuổi khoảng 35 km đến đoạn QL13, KP4, phường Tân Định, TX Bến Cát thì chặn được phương tiện và khống chế đối tượng. Làm việc với công an, Minh khai nhận đã trộm xe ô tô tại biển kiểm soát 60H01110 tại xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước.